Như chúng ta đã biết ấy, cái căn bệnh mỡ máu này, gan nhiễm mỡ này là cái hai căn bệnh này rất nhiều người mắc và người ta gọi đây là hiện tượng gọi là phổ biến. Nhưng mà trong đó đặc biệt ấy, là những người mà trên 50% là những người mắc cả hai loại bệnh, vừa mỡ máu này vừa gan nhiễm mỡ, mà trong đó chủ yếu là nam giới. Và cái bệnh gan nhiễm mỡ mà mỡ máu cao này này thì rất khó phát hiện trong giai đoạn đầu. Thường ấy chỉ đi xét nghiệm máu thôi thì sau bác sĩ mới chẩn đoán xem kết quả, lúc đó mới đánh giá là mắc bệnh hay không mắc bệnh. Đấy. Thì lúc đó đôi khi là muộn rồi. Cho nên những cái bệnh này ấy, mà nếu phát hiện muộn mà điều trị không kịp thời ấy, thì nó gây ra hiện tượng là biến chứng rất là nguy hiểm. Trong đó phải kể đến là khi biến chứng làm cho tê bì chân tay, rồi ảnh hưởng cái bệnh tim mạch, ví dụ như là nhồi máu cơ tim, rồi đột quỵ, vân vân, thì cái đấy. Và những cái nguyên nhân, cái triệu chứng dẫn đến cái bệnh mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ vân vân thì có rất nhiều là nguyên nhân, nhưng trong đó một số nguyên nhân chính mà chúng ta cần biết để phát hiện. Ví dụ cái nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là gì? Đó là hiện tượng thừa cân béo phì. Cái thừa cân béo phì tức là không quản lý tốt về 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 cân nặng, và chính cái đó cũng sinh ra cái bệnh là mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ. Thứ hai là do di truyền. Và thứ ba là chế độ ăn uống không hợp lý, không khoa học. Rồi thứ tư nó gì là sử dụng rất nhiều này, bia rượu, thuốc lá, rồi là ít vận động, vân vân. Tất cả cái đó đều dẫn đến cái nguyên nhân làm cho mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ vân vân. Thì trong cái học cổ truyền dân tộc ấy, thì có rất nhiều loại thảo dược rất quý hiếm giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh mỡ máu cao, rồi những bệnh gan nhiễm mỡ. Trong đó phải đáng kể nhất kể đến đó là cái thảo dược Diệp Hạ Châu, thế rồi thảo Quyết Minh, vân vân. Những thảo dược này rất là quý và thiên nhiên gần gũi, an toàn với chúng ta mà đem lại cái giá trị điều trị rất là lớn. Diệp Hạ Châu thì có cái tên khác là Phi Lan Thút và Urina Ria. Thì trong cái Diệp Hạ Châu này thì phải kể đến cái hàm lượng rất là cao, trong đó là có chất phylatin và hypophylatin. Thì các cái hoạt chất này có tác dụng rất tốt trong vấn đề là giảm mỡ máu, tác dụng là chống viêm, giảm mỡ máu, rồi tác dụng là tăng cái khả năng miễn dịch và điều tiết được cái bệnh bệnh tiểu đường, vân vân. Cái thứ hai phải kể đến là Thảo Quyết Minh. Thảo Quyết Minh có tên khác là Cassia Toralin, và trong cái thành phần của Thảo Quyết Minh này thì có chứa rất nhiều hoạt chất, trong đó phải kể đến là flavonoid, rồi cái lipid, rồi các cái hoạt chất khác nữa. Nhưng trong đó có tác dụng là giảm giảm mỡ trong máu, giảm cholesterol trong máu và giảm triglyceride trong máu. Hiện nay ấy, Việt Nam ta lần đầu tiên ấy, là các nhà khoa học Việt Nam đã thành công trong vấn đề là kết hợp giữa hai loại thảo dược quý, đó là Diệp Hạ Châu và Thảo Quyên Minh. Và các cái hoạt chất trong hai thảo dược này ấy, được các nhà khoa học là kết hợp một cách thành công, dựa trên cái tỷ lệ kim cương giữa và cái hương vị của nhân sâm, và tạo ra một cái sản phẩm viên sủi bảo mạch an, có tác dụng là giải quyết được triệt để các cái bệnh về mỡ máu cao, rồi cholesterol trong máu cao và mỡ gan vân vân. Vậy thì cái sản phẩm này ấy, thì khi hoạt động cái tác động như thế nào thì đem lại cái giải quyết vấn đề là mỡ máu như vậy. Các hoạt chất rất quý ở trong Diệp Hạ Châu và Thảo Quyết Minh đã được kết hợp theo tỷ lệ là kim cương giữa và hương vị của nhân sâm độc đáo, đắt đỏ, và tạo ra một cái tỷ lệ như thế để giúp cho tạo ra một cái bộ ba đối xứng, liên kết vững chắc giống như là kim cương tự nhiên ấy, giúp cho phá vỡ mỡ ở trong máu, và đồng thời tăng cái hàm lượng HDL cholesterol có lợi cho cơ thể, để giúp cho điều chỉnh cái chỉ số trong máu. Vậy cái sản phẩm này nó hoạt động như thế nào, tác động ra làm sao để giúp cho vấn đề là cải thiện mỡ máu đến như vậy? Ngoài ra cái sản phẩm này còn giúp cho tăng cường cái chức năng của gan, giúp cho đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể, giúp cho những người mà sử dụng rất nhiều bia rượu ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc những người có thể trạng kém
rồi không mạnh khỏe, thì sau khi sử dụng sản phẩm này ấy, giúp cho cơ thể cường tráng mạnh khỏe. Đặc biệt cái sản phẩm này ấy, là sử dụng cho những lứa tuổi là trên 45 tuổi thì sử dụng sản phẩm này rất là tốt. Ngoài ra cái sản phẩm này còn có tác dụng là áp dụng công nghệ bào chế sâu. Công nghệ bào chế sâu ấy thì giúp cho là phân tách các cái hoạt chất trở thành những phân tử rất nhỏ, rất là nhỏ, vô cùng nhỏ, dựa trên công nghệ của Nhật Bản. Và khi mà các hoạt chất được phân tách nhỏ như vậy thì nó loại được các cái tạp chất ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời còn giữ nguyên cái tính chất thuần khiết của hoạt chất, giống như thời kỳ là tiền lâm sàng. Thành phần trong cái diệp hạ châu và thảo có minh ấy, thì được các nhà khoa học đã tách chiết ra và kết hợp với tỷ lệ kim cương, kết hợp với hương vị nhân sâm thanh mát, tạo ra bộ ba đối xứng liên kết vững chắc giống như là kim cương thiên nhiên, giúp cho giảm cái mỡ trong máu và tăng cái hiệu quả điều trị, tăng gấp hơn 20 lần. Cái nguồn gốc của thảo dược thì hoàn toàn là thiên nhiên, an toàn và lành tính. Cho nên viên sủi bảo mạch an ấy thì áp dụng được rất nhiều các đối tượng, áp dụng rộng rãi, kể cả những cái người mà có khả năng hấp thu kém cũng thể sử dụng được. Cách sử dụng viên sủi rất tiện lợi và rất dễ dàng. Khi sử dụng chỉ cần dùng 200ml nước, khi ta thả vào đây thì viên sủi sẽ giải phóng hoạt chất. Và khi giải phóng hoạt chất này ấy, thì dùng cho rất nhiều đối tượng và tăng khả năng hấp thu lên rất cao. Và một ngày ấy, là chúng ta sử dụng 3 viên như thế này. Và mỗi lần sử dụng ấy, là 200ml nước uống. Và cái liệu trình sử dụng ấy, trong một năm ấy, thì chúng ta sử dụng từ 1 hộp đến 2 hộp thì đem lại kết quả rất là tốt. Viên sủi tạo ra một cái màu xanh rất là dễ chịu, và khi uống ấy, thì tạo ra một cái hương thơm của vị nhân sâm rất là quyến rũ, giúp cho người uống ấy, không những là hỗ trợ bệnh tốt mà còn rất dễ uống. Và cái này thì mọi người có nghĩ rằng khi sử dụng thì rất tiện lợi, và nhiều người cảm nhận giống như một cốc nước giải khát vậy thôi. Nhưng mà khi sử dụng viên sủi này thì các anh chị nhớ là hạn chế sử dụng bia rượu, hạn chế sử dụng các cái chất kích thích như cà phê, thuốc lá. Và bên cạnh đó thì chịu khó vận động cơ thể để cho cơ thể mạnh khỏe. Đây là sản phẩm đã được áp dụng rất là rộng rãi, và hiện nay có tới hàng ngàn người sử dụng cái sản phẩm như thế này và đem lại hồi âm rất là tích cực. Và tôi tin tưởng rằng sản phẩm này ấy, sẽ là điểm đến của rất nhiều người mắc chứng bệnh về mỡ máu cao, rồi gan nhiễm mỡ, đem lại hiệu quả rất là tốt, an toàn và lành tính. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn.